Xin chào các bạn, có lẽ chúng ta đã gặp trường hợp khi bắt một con gà và cầm nó trên tay với phần đầu hướng về phía trước. Lúc này, nếu chúng ta lắc phần thân của gà qua lại hay đẩy nó tới trước hoặc giật lùi thì phần đầu của gà vẫn giữ nguyên vị trí mà không hề thay đổi. Điều này quả thật rất thú vị. Con gà đã tự điều chỉnh phần đầu ở một chỗ mà nó muốn, cho dù chúng ta có di chuyển phần thân của nó như thế nào đi nữa. Dựa trên nguyên tắc này, người ta đã áp dụng nó vào kỹ thuật quay phim bằng cách sử dụng một số thiết bị có thể triệt tiêu mọi rung lắc trong quá trình quay. Từ đó đoạn phim tạo ra sẽ được mượt, rõ ràng và ít bị giật hơn. Bình thường, các chuyển động mà chúng ta thực hiện luôn xảy ra trên ba trục XYZ trong môn hình học không gian. Để dễ hình dung hơn, tôi sẽ sử dụng chiếc điện thoại đặt lên một cây gậy selfie và cầm thanh dài bên dưới để ghi hình một vật nào đó. Chúng ta sẽ đặt máy đứng dọc theo trục Y với camera ngay góc của khung XYZ và quay một vật được để ở đầu trục X. Giả sử bạn đang quay một vật với vị trí cố định của máy như thế, ngay lúc này bất kỳ một chuyển động nào của camera cũng được xem là rung lắc. Bây giờ nếu bạn lắc camera qua lại thì nó đang chuyển động quay tròn quanh trục X. Nếu ta xoay máy như thế này thì nó chuyển động quanh trục Y. Và nếu bạn di chuyển máy hướng lên hay hướng xuống thì camera đang chuyển động quanh trục Z. Như vậy chỉ cần một chuyển động rung lắc của camera thôi cũng đã làm thay đổi vị trí của ảnh mà chúng ta đang quay. Bạn sẽ thấy rất rõ sự rung lắc của đoạn phim quay được khi chúng ta cầm máy để ghi hình trong lúc đang đi hay chạy bộ. Bây giờ làm cách nào để ta có thể thoải mái di chuyển khi quay video mà thiết bị vẫn không hề bị ảnh hưởng? Phương pháp thủ công cổ xưa là tận dụng lực hút của trái đất. Vì lực hút trái đất luôn theo một phương thẳng đứng nên ta có thể tận dụng điều này để cố định thiết bị lại. Để làm hệ thống này, chúng ta cần chuẩn bị một miếng nắp chụp ống nhựa loại 60mm, dùng cưa cắt ngang phần mép nắp để loại bỏ phần đậy đi. Lúc này ta có được một vòng tròn trông như thế. Tiếp theo, tôi sẽ khoan một lỗ trống bất kỳ trên vòng này. Sau đó từ chỗ trống vừa khoan xuyên qua tâm, chúng ta tạo một lỗ khác ngay vị trí đối diện với nó. Đồng thời khoan một điểm thứ ba ngay chính giữa sao cho nó tạo thành 3 lỗ ở cùng một bên của vòng như bạn thấy. Tiếp theo, chúng ta sẽ sử dụng 3 bạc đạn có kích thước bằng với đường kính lỗ khoan, lắp nó vào cả 3 lỗ trống, rồi dùng keo siêu dính dán cố định tất cả lại. Sau khi dán xong, chúng ta sẽ dùng các bu lông nhỏ dài khoảng 3cm xỏ vào trong các bạc đạn. Với 2 bạc đạn hai bên, ta sẽ xỏ theo hướng từ ngoài vào trong, rồi vặn thêm một con đai ốc để giữ chặt bu lông vào vòng trong của bạc đạn. Lúc này bạn có thể xoay tròn bu lông một cách nhẹ nhàng. Với bạc đạn ở giữa này, ta sẽ xỏ theo hướng từ trong ra ngoài và cũng cố định chúng theo cách tương tự. Bây giờ tôi sẽ lấy một ống nhựa loại 21, cắt ra một đoạn dài khoảng 30cm. Dùng mũi khoan có đường kính bằng với thân của bu lông, khoan một lỗ xuyên qua thân ống tại vị trí cách đầu ống chừng 5cm. Lúc này ta sẽ mở ốc ở hai bu lông của vòng tròn lớn để tạo một khoảng trống rộng ra, đồng thời vặn thêm một con ốc khác vào mỗi bu lông như bạn thấy. Ta sẽ đặt ống 21 vào chính giữa, gài nó vào hai đai ốc rồi vặn cố định tất cả lại. Với bu lông ở giữa này, ta sẽ cho một miếng lông đền vào, sau đó xỏ vào nắp chụp và cố định bằng một đai ốc khác. Tiếp theo lắp nó vào ống nhựa dài để làm tay cầm. Ở phía trên của ống chúng ta sẽ lắp với một giá đỡ điện thoại, phần dưới sẽ được lắp với một vật nặng. Tôi sẽ lấy thanh sắt cho vào trong lòng ống rồi dùng một cái chụp đẩy nó chặt lại. Thế là xong, chúng ta có được một chiếc gimbal tự chế. Tôi sẽ lắp điện thoại lên. Lúc này sức nặng bên dưới sẽ làm trục thẳng đứng như bạn thấy. Khi ta di chuyển tay qua lại thì phần trục vẫn không hề thay đổi, nghĩa là hệ thống đã triệt tiêu được chuyển động quanh trục X. Tiếp theo, khi bạn di chuyển lên xuống chỗ tay cầm, máy vẫn giữ nguyên vị trí thẳng đứng mà không hề thay đổi vị trí của camera. Ngày nay chúng ta đã có các thiết bị hiện đại để đảm nhiệm việc quay phim một cách chân chu hơn, đó là các gimbal. Gimbal được sản xuất dựa trên công nghệ cảm biến chuyển động và tích hợp motor để triệt tiêu chuyển động mà không cần dùng trọng lực như lúc đầu. Thỉnh thoảng bạn sẽ gặp người ta cầm thiết bị này để quay video ở một nơi nào đó. Trên thị trường, gimbal được phân loại theo trục. Gimbal hai trục sẽ giúp hạn chế rung lắc theo trục X và trục Y, nhưng không thể triệt tiêu được rung lắc của trục Z. Tuy nhiên, gimbal ba trục có thể làm được hết những điều trên. Đây là gimbal ba trục, nó sẽ triệt tiêu chuyển động của cả ba hướng theo biểu đồ XYZ và giúp giữ máy hướng về một vị trí cố định mà chúng ta muốn. Tôi sẽ lắp điện thoại vào, kết nối chúng với nhau. Lúc này camera điện thoại sẽ ở vị trí như bạn thấy. Chúng ta sẽ thử quay một vật trên bàn. Khi máy ảnh đã tập trung vào vật cần quay, cho dù ta có cử động tay bên này sang bên kia, bạn thấy điện thoại vẫn đứng yên, hay ta di chuyển tay lên xuống thì điện thoại vẫn vậy. Ngay cả khi bạn xoay trục máy thì góc quay vẫn không hề bị thay đổi. Nhờ có những đặc tính như thế đã giúp gimbal chống rung một cách hiệu quả. Một tính năng khác khá thú vị của gimbal là khả năng tracking. Khi bạn đánh dấu vào vật thể nào đó cần theo dõi, gimbal sẽ tự động cố định vào vị trí mà bạn chọn. Và khi bạn di chuyển vật thể, nó sẽ tự động điều chỉnh camera di chuyển theo.
bạn có thể di chuyển qua lại hay lên xuống, gimbal đều nhận biết được. Với chiếc gimbal như thế, chúng ta có thể đặt một ly nước lên và khi cầm đi nó vẫn sẽ giữ ly nước của bạn một cách rất tốt, cho dù bạn có lắc tay theo bất kỳ hướng nào hay đi nhanh qua những chỗ sóc nhiều đi nữa. Nhờ có gimbal mà chúng ta có thể hạn chế được các rung lắc trong quá trình quay phim, từ đó giúp tạo ra các đoạn phim ổn định và mượt mà hơn.